Hôm nay cả ngon mới nắng bữa hai bữa mà nó mau, còn mưa của họ bữa mưa quá trời mưa, không có lớn nổi mà chăm sóc cực chết luôn. Ồ trời, cái này nè cả hết biết cái đầu bự bành kia, cái chồi nữa nè. Có bẻ này không? Nhắc bỏ bớt cái chồi đừng cho trời nách nè, trời nách hàng nhát, nhắc bỏ bớt đừng cho nó nuôi cây. Ra bư cái gốc nó nhẹ kìa, gốc này còn ướt quá trời, không phải mưa nhiều quá. Như bụi này nè, bụi này là tới 4 cây, 5 cây luôn, bây giờ nhổ mấy cái nhỏ bớt, chừa lại 2 cây thôi. Đó, chừa lại 2 cây vậy thôi. Bữa nay đi leo, gần bỏ ngọn rồi mọi người ơi. Gần 10 ngày cây nào cũng gần bỏ ngọn hết rồi. Bây giờ mình tưới phân cho nó lần đầu tiên nha. Mình vô phân đó, mình chuẩn bị cho nó leo. Bây giờ mời mọi người theo dõi làm ha. Rồi mình vô chân nha mọi người. Thì đầu tiên á, ra bư cái gốc nó nhẹ kìa, gốc này còn ướt quá trời, không phải mưa nhiều quá. Mưa nhiều quá cạo ướt cho nó thoáng nha. Cạo chân nó chống ra. Mình đỏ cái phân NPK 16-16-8 mỗi một góc dài hộp thôi. Rồi xong mình gắt dài hộp phân trùng quế. Mưa nhiều quá cũng hạn chế, không có tưới phân lạnh nữa. Lạnh nó dễ bị thối gốc đó. Phân trùng quế ha, chúng dài mỗi gốc dài hộp thôi. Rồi xong thì ta lắp đất lại, ta lắp lại, ta lắp cho nó dung cái gốc, cho nó cái gốc nó vững tại mưa này. Cái này nó hơi gập cho nên cái gốc nó hơi thiêu liêu, gió sợ nó gãy, làm cho nó vững vững lại một tí, dung lại, dung cái gốc lại, tạo cho nó xốp ra, nó tơi ra. Gốc này nó còn ướt quá mà mình tưới nhẹ đó rồi cho nó thấm cái phần, tưới nhẹ ướt lá rồi. Rồi xong. Về chúng ta đã xong cái chăm sóc xong 6 cái kỳ dưa leo. Dưa leo ở trên ban công nhà mình. Đường đi lên thương thượng. Mọi người xem ở đây tôi đã làm sẵn cái vàng cho dưa, chuẩn bị cho dưa leo bò ha. Như là chuẩn bị bò rồi. Bây giờ mời mọi người lên xem ăn sóc cải xanh với cải xà lách.
Hôm qua cái gì cải xanh cái xà lách của mình em coi nó có lâu rồi ha. Hôm nay cũng trồng cũng được hơn tuần lễ rồi. Mưa quá trời chưa có dịp chăm sóc nữa. Mời mọi người lên tham quan với mình ha. Ồ, cải lớn quá rồi. Mọi người xem nè. Cải xanh. Tốt quá, bây giờ bữa nay mình tiễn bớt. Tiễn bớt cho nó mập. Với cái xà lách. Rồi gà cho nó ăn phân luôn. Đó, mọi người xem nha. Rồi bây giờ mình chăm sóc những cái cải xanh mọi người ơi. Mình cải lúc mình xạ đó. Mình xạ 3 cây lỗ bây giờ nó lớn rồi nó dày quá, giờ mình sợ mai mốt mình nó chen nha nó bị ốm. Cho nên bữa nay mình tiễn bớt. Tiễn cây nào mình nhỏ nè. Nhỏ mà nó cong queo thế này. Rồi mình sẽ bỏ. Mình bỏ để cho nó chừa sức, chừa đất để mình nuôi mấy cây lớn. Cho khi nhổ không? Biết nhổ bỏ nhiều. Nè mọi người thấy không? Đó, bây giờ hồi nãy 4-5 cây giờ mình nhổ rồi. Mỗi lỗ còn 1-2 cây thôi. Thì có gì nó mới mập được. Chứ để chúng ta để dày là nó chen với nhau. À, như bên đây nè. Nè, đó, chưa? Mấy cây này là mấy cây nhỏ nè. Mà mình sẽ nhổ quá. Như bụi này nè, bụi này là tới 4 cây, 5 cây luôn, bây giờ nhổ mấy cái nhỏ bớt, chừa lại 2 cây thôi. Đó, chừa lại 2 cây vậy thôi. Để nhiều quá, nó dày quá, nó ốm. Rồi bên đây nè, mọi người thấy bên đây nè, cải xà lách quá trời dày luôn rồi. Cái lách này hết biết đường nhổ luôn rồi em ơi. Cái lách thì mình nhổ mấy cây cong bớt rồi chứ không biết sao. Dày quá trời dày luôn rồi. Tại hôm mình xả đại nè. Thì mình nhổ mấy cây quăng, mấy cây ấm ốm quăng quăng rồi bớt nè. Chỗ nào mà đông quá cái mình nhổ bớt. Thêm cái cây nào. Mấy cây quăng quăng rồi không? Nè, như mấy cây này gốc này thấy không? Này thấy không? Gốc nhỏ nhỏ này. Ừ. Nhổ thì uổng. Mà không nhổ á thì nó ốm. Nó thưa bớt. Ừ. Gì? Cái nguyên cái chùm này. Ừ. Cái chùm nào mấy đó. Quá thì nhiều ăn mịt trời luôn. Cải xanh này cải lết mau lắm mà cải này nó quan sống luôn nè.
đây trồng được 3 cây cà chua mới lên, ồ 4 5 cây luôn. Rồi nó chiết ra trồng được. Cũng gần. Rồi sọt có để đêm lên. Sọt để đây để mai mốt trồng thêm bụi cà chua kế bên hông nè. Khu vườn mini mà trên sân thượng mọi người. Không có thiếu món gì hết. Bây giờ mời mọi người vô chăm sóc nho nha. Điện hoài đại quá trời điện luôn. Nhìn dây điện quá trời dây điện. Hết biết dây điện luôn. Đây nho mình được trồng được 3 cây nho hơn 10 ngày. Tốt quá, tốt luôn. Ồ ơi, cái nho này nè em ơi. Tôi tuổi. Ừ, hết biết rồi, cái tôi đã hết biết luôn. Em ở đây gần rồi không? Mới nắng bữa hai bữa mà nó mau còn mưa quá hả? Bữa mưa quá trời mưa. Không có lớn nổi mà chăm sóc cực chết luôn. Ôi trời này nè. Đã hết biết cái nụ bự bên kia cái chồi nữa nè. Có vẻ này không? Nhắc bỏ bớt. Cái chồi này cho nách nè. Mấy cái này chồi nách này nhắc. Nhắc bỏ bớt để cho nó nuôi cây. Trồng nho này nó cực nhưng mà được một cái. Hy vọng là thu hoạch có hiệu quả. Xuống dưới em mở nước và anh tưới em ơi. Nho thì trồng theo hướng dẫn trên mạng thì ta nói nào đất khô mình mới tưới. Kiểm tra nó khô chưa. Khô thấy không trời nắng nhiều nó khô. Bữa nay mình tưới thôi. Rồi về bữa tiếng phân thì tốt, đang tốt mà nó tiếng phân tưới gốc nó mát. Không trời xịt thuốc rồi xịt tưới thuốc rồi giờ chưa để giờ bữa xả nước đi em. Tưới rồi.